vị khán giả đang đến với chương trình Món Ngon Mỗi Ngày được tài trợ bởi công ty Ajinomoto Việt Nam. Em chào anh Vũ ạ. Chào Thanh Phương. Trước khi bắt đầu chương trình thì anh hỏi em một câu duy nhất thôi. Dạ. Em có thích ăn bánh ướt không nào? Trời ơi, dạ rất là thích luôn ạ. Buổi sáng thì ăn bánh ướt với lại chả lụa, nhưng mà ăn hoài cũng ngán đó anh. Ừ, đúng rồi. Anh thì cũng rất thích ăn bánh ướt, do đó anh hay tìm tòi sáng tạo ra những cái món ăn mới từ bánh ướt. Và thưa các bạn, trong chương trình Món Ngon Mỗi Ngày hôm nay, tôi sẽ giới thiệu đến quý vị và các bạn một món ăn được chế biến từ bánh ướt rất là mới lạ và độc đáo. Mời các bạn cùng theo dõi thực hiện món bánh ướt xá xíu áp chảo. Thưa các bạn, để làm món này chúng ta cần chuẩn bị bánh ướt 200g, xá xíu 100g, hẹ, giá, củ sắn, cà rốt, nấm mèo, tỏi băm, hành tím băm, ớt băm, dầu hào, trứng cút, một số gia vị thông thường và bột ngọt Ajinomoto. Trước tiên thì anh sẽ sơ chế các loại rau củ quả. Nấm mèo, chúng ta ngâm mềm các sợi nhuyễn. Rồi, giờ để vào đây. Rồi đó chúng ta cũng cắt sợ cho vào đây đó. Củ sắn chúng ta cũng cắt y như vậy luôn. Chúng ta dùng hẹ lá, chúng ta cắt khúc khoảng độ chừng 5cm. Bây giờ xá xíu là bán sẵn ngoài chợ, chúng ta có việc mua về xong đó chúng ta cắt sợ ra. Thưa các bạn, phần chuẩn bị chúng ta đã hoàn tất. Bây giờ chúng ta sẽ xào nhân. Cho vào đây một ít dầu. Trước tiên thì anh sẽ cho giá hẹ vào xào. Sắp nhanh quanh như vậy thôi. Thưa các bạn, chúng ta nên xào nhanh giá hẹ với lửa lớn để giá hẹ giòn và giữ lại vị ngọt tự nhiên nha các bạn. Rồi xong, chúng ta để qua một bên. Đây. Tiếp tục chúng ta sẽ xào nhân, cho vào đây một ít dầu. Cho vào đây một muỗng canh hành tím, tỏi này chúng ta cho vào. Kế tiếp cho xá xíu vào xào, chóc nhanh sơ qua để xíu. Kế tiếp cho tất cả các loại rau này vào. Đó, chúng ta xào nhanh. Chúng ta sẽ nêm nếm với lại khoảng nửa muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto, nửa muỗng cà phê tiêu trắng xay, một muỗng cà phê dầu hào. Anh Phương thấy không? Dạ. Cà rốt với lại củ sắn vừa chín vừa trong chúng ta sẽ ra dĩa. Bây giờ chúng ta tới phần là cuộn những cái bánh ướt này. Cho phần nhân vào. Kế tiếp sẽ gắp này luôn. Cho một cái trứng cút vô. Mình sẽ cuộn lại. Dạ. Rồi mình để ở đây. Rồi bây giờ chúng ta bắt đây một cái chảo cho những cái miếng bánh ướt này để chảo nóng vừa thôi. Các bạn lưu ý chúng ta nên áp chảo kỹ mặt dưới để cho đồng trắng trứng được chín và những cái cuốn bánh ướt chúng ta được giòn hơn nha các bạn. Trong khi chờ cho những cái cuốn bánh ướt này chúng ta chín, anh sẽ làm nước mắm. Cho vào đây 3 muỗng canh nước lọc, 1 muỗng canh nước mắm, nửa muỗng canh giấm gạo lên men của Ajinomoto, nửa muỗng canh đường, khoảng 1/3 muỗng cà phê bột ngọt Ajinomoto. Đun tan gia vị này, sau đó chúng ta để thật nguội rồi chúng ta sẽ thêm tỏi băm và ớt băm vào. Thường á, nước chấm là người ta hay pha, mà tại sao anh Vũ lại là chọn là đun ạ? À, thưa các bạn, chúng ta nên đun hỗn hợp nước mắm để cho gia vị được hòa quyện và có mùi vị thơm dịu hơn. Đồng thời, chúng ta bảo quản được lâu hơn nha các bạn. Rồi xong, cho ra chén như vậy. Cho vào đây tí xíu ớt băm, tí xíu tỏi băm, chúng ta sẽ có một cái chén nước mắm ăn chung với bánh ướt này. Những bánh ướt của chúng ta đã vàng hai mặt như vậy là được. Bây giờ chúng ta sẽ tắt lửa. Giờ anh sẽ sắp những cái bánh ướt ở đây. Rưới lên đây để xíu nước mắm. Cho đây ít hành phi nè, thêm xíu đậu phộng nữa. Thế là chúng ta đã hoàn thành xong món bánh ướt xá xíu áp chảo. Và anh chuẩn bị sẵn ở đây một miếng nè, có đầy đủ nước mắm nha, nhân nha. Rồi vậy. Đúng là cái món bánh này lạ thật quý vị ạ. Lớp vỏ bánh ướt bên ngoài thì giòn rộm, còn có phần nhân bên trong thì có hương vị đậm đà, thơm mùi thơm của thịt xá xíu này, các loại rau củ quả, nói chung rất là vừa ăn. Nhưng mà nhưng sao? Nước mắm có vừa ăn không? Cái nước mắm này có vị chua chua ngọt ngọt dịu tan, là món ăn này thêm tuyệt vời. Làm anh hết hồn à. Thưa các bạn, đối với món bánh ướt này sẽ hấp dẫn hơn nữa khi chúng ta ăn chung với lại rau salad nè, rau thơm và giá hẹ xào. Như vậy sẽ giúp món ăn chúng ta cân bằng dinh dưỡng. Chúc quý vị thành công với món ăn này. Quý vị có thể yêu cầu và tìm hiểu những bí quyết nấu các món ăn ngon thông qua website mongonmoingay.com. Còn bây giờ thì đầu bếp Thanh Vũ cùng với lại Thanh Phương xin được mến chào tạm biệt. Hẹn gặp lại quý vị.